Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm mà khi mà chúng ta đào mai về thì chúng ta chăm sóc cho một cây mai được sống. Thì có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất thì đối với những cây phôi, có nghĩa là khi mà chúng ta không có chơi cái dàn tàn các bạn, chúng ta xẻ cái tàn đi thì nó là một cái thân như thế này. Thì đối với những cây phôi như thế này các bạn, thì khi các bạn sạc đi rồi á, thì các bạn sẽ tiến hành là chúng ta trồng. Chúng ta trồng thì cái giá thể của nó trước tiên á, là có nhiều anh em á, thì họ sẽ có nhiều công thức khác nhau, nhưng mà riêng mình á, thì mình có một công thức, đó là sơ dừa, chấu và đất. Thì sơ dừa khoảng 40%, chấu thì 40%, đất thì 20%. Và sau khi chúng ta đào về xong á, thì chúng ta sẽ ủ ủ gốc bằng bằng những chất liệu mà ba chất liệu mà mình vừa chia sẻ. Tiếp theo là chúng ta đối với cây phôi các bạn, thì chúng ta sẽ bó rơm, chúng ta cột thật là kỹ. Mục đích của việc này đó là mục đích là chúng ta giảm thiểu tối đa cái sự thoát hơi nước trong cây. Thì sau sau một thời gian các bạn, thì các bạn quan sát thì các bạn sẽ thấy được đó. Con nghe rồi. Thì các bạn quan sát đó, thì các bạn sẽ thấy được đó, là ở những chỗ mà dùng những vết cắt như vậy các bạn, nó sẽ hằn lên, nó sẽ kéo da. Đây mình sẽ quay kỹ cho bạn thấy nè, các bạn để ý chỗ cái ngón tay của mình đó, các bạn thấy không đó, nó sẽ là kéo những lớp da xanh như vậy, cũng như đây đó, chỗ cái đường viền đó các bạn, đường viền chỗ này nè, các bạn thấy không đó, nó sẽ kéo những cái lớp da xanh như vậy nè đó. Thì có nghĩa là cây chúng ta đã sống được rồi đó, là cái phần trăm sống là rất là cao đó các bạn. Thì mình sẽ quay lên ngọn để các bạn thấy được. Cây nó kéo da ở trên, tại vì cây này cao quá mình không quay ở trên được, thì mình quay cái chồi á các bạn, nó bung chồi như vậy được rồi nè. Đó là chúng ta đã có tin vui đó, là cây chúng ta khả năng sống rất là cao đó. Thì lý do vì sao mà cây nó lại bung chồi ở trên ngọn trước, mà cái phần ở dưới nè, cái vết cắt ở đây thì nó lại chỉ mới kéo da không thôi. Thì nhiều bạn cũng cũng hỏi mình rằng á, là có lẽ là ở đây nó gần gốc hơn, thì nó đưa chất dinh dưỡng lên thì nó nuôi, thì có lẽ là chồi ở đây nó lại bung trước, chứ tại sao nó lại chưa bung, trong khi chồi ở trên ngọn nó bung rồi. Thì cái cây cũng giống như con người mình đó các bạn, nó có nhiều đứa con đi, thì đứa con nào ở xa nhất thì nó sẽ lo trước, đứa con nào yếu nhất thì nó sẽ lo trước. Nói đó là chúng ta dễ hiểu thôi, nhưng mà về mặt khoa học á, thì trong sinh lý sinh hóa cây trồng á, nó có một vấn đề đó là ưu thế ngọn các bạn. Nó có một hiện tượng ưu thế ngọn, nghĩa là tất cả chất dinh dưỡng nó dồn lên trên ngọn trước. Đây là vì vậy giới cho chúng ta vì sao mà ở trên ngọn nó lại bung chồi trước, trong khi những cái cành chúng ta sạc ở dưới á, thì nó mới chỉ mới kéo da không thôi. Thì tiếp theo khi chúng ta đã bó rơm rồi thì chúng ta sẽ dùng cái thuốc kích rễ các bạn nhé. Kích rễ thì trên thị trường có rất nhiều, ví dụ như N3M nè, ví dụ như là Root2 nè, ví dụ như là gieo ra rễ nè, và nhiều loại khác nữa. Thì chúng ta sẽ pha cái thuốc kích rễ đó, liều lượng thì theo nhà sản xuất các bạn nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ tưới, chúng ta tưới gốc. Sau đó mỗi ngày á, thì chúng ta sẽ phun lên trên 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 thân là chúng ta ủ rơm nè, nước coi như là một lần thôi, cho nó mát thôi các bạn. Chúng ta không không nên là chúng ta phun nhiều nha các bạn nhé, tuyệt đối là không nên phun nhiều. Tại phun nhiều á thì lúc này á, lá thì chưa có, mà cây nó còn khi có lá rồi á thì nó mới hút nước lên được. Vì vậy nhưng mà chúng ta lại phun nhiều quá, nhiều nước quá, thì dẫn đến là cái bộ rễ của nó sẽ bị ứ nước, nó bị úng rễ, thì những cái rễ tơ ra nó sẽ bị thối hết các bạn. Thì chúng ta một ngày chúng ta chỉ phun lên trên cái thân thôi, đã bỏ rơm á, ta phun nước lên cho nó mát thân thôi.
còn bộ rễ để khô để nó kéo rễ các bạn nhé. Và cái trường hợp thứ hai đó là cái cây mai mà nó có tàn, mình ví dụ ha, ví dụ cái mai này đi, đó các bạn thấy không, nó có tàn nhánh những cái nọ đầy đủ ở ở, ở trong thân hết đó. Thì đối với trường hợp này thì chúng ta không bó rơm, tại vì chúng ta bó rơm thì chúng ta bó không thể nào hết được, nên chúng ta sẽ dùng cái lưới. Lưới thì các bạn có thể mua lưới lan á, lưới lan là 70% cản nắng, chỉ có cho 30% vào thôi. Đây là cái lưới mà nó có thể nói là nó công dụng nhất. Chúng ta quấn đều từ trên ngọn đến phần ép gốc, để cho mục đích của thì cũng giống như bó rơm thôi các bạn, đó là giảm thiểu tối đa cái sự thoát hơi nước cho cây. Tại vì khi mà chúng ta đào rồi các bạn thì chúng ta sẽ dùng những dụng cụ, ví dụ như là cuốc, xẻng, sạc lai vân vân, chúng ta đào cái bầu thì nó cũng đã sắn ngang cái bộ rễ của cây rồi, mà khi mà rễ tổn thương ở thì rễ sẽ không hút nước để nuôi cây được nữa, nó sẽ dạ, nó sẽ ngừng lại một thời gian. Khi nào nó búng rễ tơ ra lại thì nó hút nước được. Mà nếu mà lúc này rễ đã không hút nước rồi, chúng ta di chuyển vào nhà chúng ta mà chúng ta không giữ mát cho cây, không ngăn cản sự thoát nước cho cây, thì nước trong cây nó sẽ thoát ra hết, dẫn đến sẽ cây sẽ bị khô. Mà cây bị khô rồi thì nó sẽ bị chết, nó sẽ bị nứt thân, nó sẽ bị tét gốc vân vân. Một vấn đề nữa các bạn, là các bạn để ý không, tất cả các gốc á mình đều hả ủ rất là kỹ. Chúng ta bộ đế á, thì cây mai đẹp nhất là ở chỗ bộ đế, và quan trọng nhất cũng là ở bộ đế. Vì vậy á, khi chúng ta mà đào về, các bạn đừng nên khui gốc, đừng có nên khui đế vội, hoặc là khui chúng ta xem để chúng ta gọi là đỡ phần tò mò thôi. Nhưng mà sau đó chúng ta sẽ dùng, một là giá thể sơ sơ dừa và chấu, hai là bao bố. Chúng ta sẽ bao kỹ cái đế lại để tránh ánh nắng trực tiếp vào. Nếu mà ánh nắng trực tiếp nó chiếu vào thì nó sẽ làm cho cái bộ đế bị nứt các bạn nha. Và đó là rất là nguy hiểm, lúc đó nấm là vi khuẩn là nước xâm nhập vào thì nó sẽ gây ra nhiều cái hệ lụy sau này hơn. Và cái vấn đề tiếp theo là mình muốn chia sẻ với các bạn tiếp đó, là khi hồi nãy mình có chia sẻ là chúng ta dùng N3M, chúng ta pha nước, ta đổ gốc, thì cái liều đó là 20 g cho 1 lít nước các bạn nhé. Một chai N3M này 100 g thì chúng ta sẽ được sử dụng một 5 lần cho 5 cây, mỗi cây một lần thôi các bạn. Sau đó khoảng 3 ngày các bạn nhé, chúng ta xử lý qua cái sản phẩm này, đó là vitamin B12. Đây là một sản phẩm mà dùng trong chăn nuôi. Chúng ta có thể sử dụng vitamin B12 cho người của bên dược sĩ, nhà thuốc này kia nọ họ hay bán đó các bạn. Thì cũng được, nhưng mà vitamin B12 là đã đủ rồi, tại vì chúng ta phải suy nghĩ cái tính kinh tế nữa. Thì vitamin B12 này thì cái công dụng của vitamin B12 là như thế nào? Như các bạn đã biết á, mình đã chia sẻ khi chúng ta đào cây á, thì cây đã mất sức ở nhất. Thứ hai là chúng ta muốn đào được một cây, chúng ta phải cưa rễ thì cái nọ thì nó những cái tế bào thì cái nọ nó sẽ bị tổn thương. Mà chưa nói đến chuyện chúng ta sẽ bấm dàn tàn lại, côn tàn lại, và chúng ta gọi là chúng ta sạc cành đó, thì hả nó sẽ mất rất nhiều tế bào trong cây. Ở thì B12 này công dụng chính đó là tái tạo tế bào cho cây, nó làm cho cây chúng ta sinh ra những tế bào mới, nó thúc đẩy cho những quá trình sinh lý sinh hóa trong cây phát triển. Ví dụ như nó sẽ tăng khả năng bung chồi nè các bạn thấy không, bung chồi nó rất là xanh, để ý trên ngọn của cái cây mai của mình đang bó rơm á, bung chồi rất là nhanh. Thứ hai là nó bật rễ, nó kéo ra ở đầu rễ và nó bật rễ tơ ra thành từng chùm trắng luôn các bạn. Đây là công dụng của vitamin B12 chính nó. Ngoài ra nó còn có một số công dụng khác, ví dụ như kích hoạt các axit amin, kích hoạt các chức năng sinh lý của tế bào, vân vân. Từ đó nó tạo ra một cái sức đề kháng rất là mạnh cho cây, đặc biệt là những cây mà chúng ta mà đào vào mùa mưa chúng ta phải phải cố gắng xử lý vitamin B12 các bạn nhé. Nếu các bạn có điều kiện thì các bạn có thể sử dụng thêm một cái sản phẩm nữa cũng được, nên là vitamin B1. Một cái này thì do là mình tưới cây mình quên cắt vô nó bị ẩm ướt, xong cái nhãn bị bong ra, thì các bạn có thể xử lý với một sản phẩm này, thì các bạn sử dụng sản phẩm của bên Lan cũng được nữa.
Tại mình cũng trồng lan luôn thì hả, nói chung thực vật nói chung thì nó dùng được hết các bạn, không không quan trọng là của lan hay của mai đâu đó, thực vật thì nó không đều hút chất dinh dưỡng được hết. Thì B1 này nè, chúng ta xử lý B1 này luôn, kết hợp với vitamin B12 cặp đôi này, chúng ta pha là phun đều lên trên thân cành tán, rồi phun gốc rễ. Cái này định kỳ nữa các bạn, cứ 10 ngày các bạn phun được một lần đó, thì rất là tốt, rất là hữu hiệu ha, nó không có ảnh hưởng gì cả mà nó là tốt với cây của mình. À, thì mình làm video này thì với mục đích đó là chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm mà khi mà chúng ta đào cây mai và chúng ta cố gắng chăm sóc cho cây mai chúng ta nó sống được. Có thể là đào vào mùa mưa thì tỷ lệ nó thấp hơn, nhưng mà khi mà biết cách này rồi á thì các bạn có thể yên tâm và xử lý. Còn có những ý kiến gì mà muốn chia sẻ giữa các anh em trồng mai á, thì các bạn cứ comment cho mình ha, mình cũng sẽ cố gắng mình trao đổi với các bạn để anh em chúng mình có thể có những cái kỷ niệm cái kinh nghiệm ngày càng đầy đủ hơn. Thì video mình chia sẻ và cái cách mà chăm sóc cây mai mới đào về sao cho nó sống, nó phục hồi tốt nhất. Đến đây là hết. Thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.